Chịu đây nè, rồi chứ không phải mà để vậy. Mà để vậy thì lắc thì tôi cũng sợ tao luôn á. Đúng không? Nè, đó, cái tay cầm vậy nè. Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Fun Sono. THOL GYM USA High End Equipment Instruction. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại THOL GYM Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Green Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo hướng dẫn cái dòng máy chính mặt huyền thoại của BBT. Và trong nội dung video này, Duy sẽ hướng dẫn các bạn những cái bài tập kỹ thuật căn bản, quan trọng và đẳng cấp nhất trên hai cái thanh trượt này. Trên hai thanh trượt này, đầu tiên chúng ta đến với cách tập hai thanh cùng một lúc. Thì nó khá giống với cái máy personal mà đợt trước chị đã quay. Thì cái máy cũ đó, là nó tập được những bài nào thì cái này cũng tập được những bài đó. Đó, nên Duy không lặp lại nữa. Nhưng mà Duy chỉ minh họa một số, lặp lại review lại một số cái mà nó căn bản mà các bạn có thể chơi. Chứ còn không mà chế ra nó nhiều lắm luôn các bạn. Chế ra chế không nổi đâu. Đó, Duy sẽ phép gắn hai cái nó cùng chung. Một cái track handle sport. Động tác đầu tiên là động tác tập vai. Cầm tay ngược nha các bạn. Rồi ok. Đây. Không, dàn lên. Nè, hai tay nhớ cầm úp vô vậy nha các bạn, chứ không có cầm dày nha, cầm dày nó bị vướng. Úp vô vậy nè, xong rồi mình đưa con chỏ ra, mình giật lên đó, ok, rất là vô vai. Chỉnh cái cây cao lên, ở đây nó có một số nha các bạn, tới số 14, cây kia nó cũng có số 14 đây nè, số tới số 14. Bạn chỉnh bên đây số mấy thì bạn nhớ bên kia số mấy, vậy thôi. Cầm cái chốt này ra. Trên đây nè, thường á thì nó sẽ gắn một cái gì đó vô. Thì cái tay bạn cầm ngay chỗ đầu dây nè. Kéo nhẹ một cái. Kéo nhẹ một cái để cho nó căng ra, hiểu không? Nó căng ra nó nâng cái này lên. Rồi bằng tay bên đây bạn rút cái chốt ra. Đó. Vị trí cao thấp tùy bạn. Ví dụ Duy chỉnh 11. Còn cách chỉnh số 2 là không cầm cái đó. Cầm cái này cũng được, nhưng mà dây nó sẽ hơi bị vướng. Số mấy tôi quên ta, số 11. À đúng rồi, ok. Động tác thứ hai có thể tập là cái giày. Tập chuột. Đứng giữa giữa nha. Cái tay ông nào ngắn thì tập xịn sò hơn, còn tay Duy nó hơi rộng thì tập nó hơi khó hơn. Ăn gian lên trên xíu cho nó căng ra. Cái này cắt cơ chơi thôi. Ok. Rồi tại cái vị trí đó đó, chúng ta tập ngực luôn. Có thể là ép ngực. Ví dụ vậy nè. Ok, vậy là ép ngực. Được chưa? Cũng vậy, xoay cái tay ra, đẩy ngực. Hạ vô, chỉnh cao lên. Mức cuối cùng luôn, 14. Chỉnh cao lên, mức cuối cùng luôn, 14. Ép ngực và đẩy ngực, vị trí này tốt nhất. Cao thấp trung, thì cái vị trí cao này là tập ngực tốt nhất. Ép ngực này, ngực dưới cạnh ngực. Rồi, có coi cái clip mà Duy tập với Vân Trinh không? Cái clip tập sau đọc thơ đó, cũng cái máy Cable Crossover nhưng mà nó là phiên bản dỏm hơn này nhiều. Xong không hỏi nhiều mình, sống tìm ra thằng ấy. Ôi! Anh thấy không? Ây! 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 Cánh cơ nhà thằng hữu, mắt nhắm nghiền khi mặt xương cho hồng dân. Trời, khó lắm đó bà. Rồi đẩy xuống. Rồi bây giờ Duy sẽ chỉ các bạn cái bài tập cuối cùng khi chúng ta cầm hai tay một lúc. Nó còn chế nhiều lắm nhưng mà Duy đã nói ngay từ đầu rồi là những cái chế thì không có chỉ nổi đâu, nhiều lắm bạn. Ở dưới cầm lên như nè, lên hai tay chạm nhau hoặc là hai tay vậy vẫn cũng được đó. Ok, vô ngực nha các bạn, động tác là vô ngực, trắc nghiệm hỏi đó. Rồi ok, bây giờ cũng như vậy nhưng mà úp cái tay lại, vớt lên vô vai. Ok, máy Mỹ tập đã quá các bạn. Nói chung mà máy móc là đẳng cấp và là tinh hoa. Máy này nè, thì bây giờ cái tinh hoa của một mặt là cái điều rất là quan trọng mà Duy sẽ tập cho bạn coi. Đầu tiên, sẵn tiện đang cái cây này á, thì chúng ta có thể tập cái động tác không đứng như này không, ngầu chưa, xong giật vặt xuống. Đó, có thể chơi này. Không, ok chưa? Rồi xong rồi đổi tay làm tiếp. Rồi ok. Nhưng mà cái đó không phải là cái Duy muốn nói, tháo ra. Ở đây có hai cách chơi, một là dây, hai là cây. Dây hay cây cái nào cũng có, cũng được hết á. Duy chỉ tập một cái cho bạn coi thôi. Ok chưa? Hoặc là cây. Cây thì bạn cũng mắc vô đây, bạn tập đó. Rồi ở trên vị trí này, bạn nhớ cho tôi, ở trên vị trí này có 3 bài tập bạn không được quên. 3 bài tập bạn không được quên. Đó là tại sao? Cũng cái vị trí này không được bỏ. Ok, Thật sự cái bài này Duy cũng không thích chỉ các bạn đâu. Tại chỉ các bạn nó có một sự tổn thương máy. Nhưng mà tại vì nó hiệu quả quá nên chỉ thôi. Cầm về. Đập. Đập xéo nha, đập thẳng nó trượt qua một cái rồi đập cái mặt vô đây là đừng có sao xui à. Đập vậy nè. Đập xéo xéo nè. Thấy không? Rồi ok. Hai cái tay cầm như vậy nè. Cầm như vậy nha. Giật. Đó. Giật. Cái này đó là tập vai sau. Đó. Trong trường hợp đằng sau đây có con nhỏ nào đó nó chu cái mông to quá, mình cũng chu giống nó nữa, hai đứa đụng nhau. Lắp qua đây. Thấy chưa? Lách qua một xíu. Đạp cái chân vô đây. Ok. Đó. Bài tập vai sau không thể thiếu. Duy Nguyễn đã từng gọi là ngạo nghễ và nổi tiếng trên không gian mạng, trên mạng xã hội những năm 2010, 11, 12, 13, 14 gì đó với cái bài quỳ lại xã hội, quỳ lại thiên hạ, nó kêu là crunch. Thật sự thì bạn cầm cây cũng được và cầm dây cũng được nha. Tại Duy không có đủ thời gian để mà Duy quay vừa nào mà vừa cầm dây mà vừa cầm cây nữa thôi chứ chết. Đó, nên Duy cầm dây. Cầm dây nó thể hiện một cái độ rừng rú trong gym các bạn. Cái độ này là chỉ người nào tập gym lâu người ta mới feel, người ta mới thích thôi. Đúng không? Bởi vậy trong cái hiện đại của Duy Nguyễn là cái rừng rú của ngày xưa. Đó, bạn nhớ nha, trong cái hiện đại của Duy Nguyễn ngày nay là cái rừng rú của ngày xưa. Bây giờ một cái phòng gym mà Duy Nguyễn thiết kế nó mang cả hai phong cách hiện đại và cổ điển. Hiện đại và cổ điển. Đó, bạn nhìn là bạn thấy rồi đó. Bây giờ đối tượng nào vô phòng gym của Duy chơi cũng được đó. Bạn muốn hiện đại có khu hiện đại cho bạn, muốn cổ điển không cổ điển cho bạn. Có thể là cuộc đời bạn tập gym bạn chả cần đụng tới cái máy này đậm khỉ khô gì cả, cái kia ôm tạ dumbbell kia ôm cái ngày xong rồi về cũng được. Đúng không? Máy robot với ôm cái ngày xong để ngực về cũng được, sao đâu. Đó là cổ điển, còn là hiện đại. Hiện đại là hại điện, mà hại điện là đốt tiền. Quỳ lại thiên hạ, bắt đầu. Cái này phải nặng nặng nó mới phiêu, nhẹ quá nó không phiêu. Được không? Nè. Rồi Duy minh họa cho bạn vậy thôi. Bài được có tên là Cable Crunch. Rất tốt cho bụng. Các bạn đi vô phòng gym THOL nhớ mua thảm yoga. Mua xong rồi gửi trong cái tủ á. Chứ mà tập không có thảm, còn số bài mà tập không được nha, nói thiệt. Thảm này không có cho bạn, bán. Cứ vô mua đi, xong rồi quỳ này đỡ đau đùi gối. Tá bài, cả núi bài. Nhìn trong đây nè. Muốn biết nhiêu bài nhìn trong đây nè. Này chưa đủ đâu, Duy còn vẽ thêm được cái nữa nè. Đó, nó ghi là Basic Exercise Guide. Đó là những cái hướng dẫn động tác căn bản trên máy này thôi. Còn Duy chỉ bạn là tinh hoa và kinh nghiệm và là trải nghiệm. Nè. Ok chưa? Đơn giản thôi. Một tay trước. Ok. Nhưng mà cái biến thể số 2 của nó phiêu hơn. Biến thể số 2 của nó là phiêu hơn. Không, cái này nó freeway hơn, bài tập nó phiêu hơn. Ok. Rồi biến thể số 3 của nó nữa. Dã man lắm, phải giỡn đâu. Đây. Úp ngược tay lại. Ô. Wow, mệt quá. Rồi bây giờ anh chỉ em một bài tập độc quyền luôn, đặc biệt luôn. mà chưa bao giờ anh chỉ hết. Nhưng mà ngày hôm nay anh nổi hứng anh chị. Cái bài này chỉ có con gái tập mới được, đó là bài tập mông độc đáo đặc biệt. Ok, kéo nó ra đây. Đó, cái tay bụng ra đây nè, bụng lại nha ba, bụng lại cái tay nè, chịu đây nè. Rồi chứ không phải mà để vậy, mà để vậy thì rất là tôi cũng sợ ba luôn á. Đúng không nè, đó cái tay cầm vậy nè, nó dễ hiểu lầm lắm. Rồi ok chưa, chú đích ra, chú đích ra, gập xuống, nó không, cái tay cô lập luôn, xong rồi võng lên. Không, 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 hiểu chưa, hiểu chưa nè, thẳng cái lưng ra nha. Rồi đó, không, không, không nè, đó, thẳng cái lưng ra. Tôi sợ mông lắm em. Đó, rồi cho lưng nữa, lưng nữa, nó vô rồi nè, lưng nè, mông nè, đùi sau. Đầu tiên á, cái tay nè, nó phải chấn vô đây nè, không đi ra, khum xuống nè, khum xuống. Đó, đi vô, đi vô. Các bạn có để ý không? Linh hồn của cái máy này là nãy giờ là Duy tập một station đó, một station trên dây và cây. Nên các bạn phải hiểu là đặc điểm của máy này nó mạnh là những cái điểm đó. Thật ra một dây và cây chơi máy kia vẫn được, nó không sao cả. Thì vì hai cái máy này nó trùng lập về tính năng, nó trùng lập về tính năng rất là nhiều. Nhưng mà những cái mà Duy cảm thấy ừ bên này chơi nó ok hơn thì Duy chỉ. Đó, còn nhiều khi mấy cái máy mới về chị em phụ nữ người ta dành dữ lắm. Đó, mình phải qua máy này mình chơi. Và một động tác tay sau rất quan trọng ở cái máy này, các bạn không được quên. Ngại ngùng gì, muốn chơi bên nào thuận bên nào đúng không nè. 1, 2, 3 xoay. Đó, 1, 2, 3 xoay. Men chưa, chỉnh lại cái chân. Rồi dứt bằng. Đó là Duy replay á, còn không replay cứ vậy đi. Đứng chỗ nè, vậy cũng được. Tùy các bạn thôi, vô. Nhẹ nhàng thôi. Hồi nãy mấy em xoay không nổi cũng có xoay quyền thoại của anh cái gì. Hiện giờ đứng dậy xoay dễ nè. Cầm gì luôn. Chấn một cái gối vô đây. Đúng không? Chấn vô đây. Cái này bước ra, kéo nó ra, quất. Chơi chưa? Đó. Như vậy mới gọi là functional đó các bạn. Đối với cái cây quyền lực này nè các bạn, thì có một cái cách tập lưng mà các bạn phải nắm nha. Mà cái cách tập lưng này thích hợp cho phụ nữ nữa. Nó làm cho bạn cắt cái cơ lưng á, làm cho bạn giảm mỡ lưng đi, lưng của bạn nét hơn. Kết hợp với cái máy chèo thuyền ở trong này là rất là VIP. Mà nói thật sự với bạn, muốn vô được cái khu BT only với khu VIP only này là khá đắt đỏ nha các bạn, khá đắt đỏ. Nên bạn cái chỗ này là cái chỗ quyền lực dành cho người quyền lực. Chỉnh lên các bạn. Nó đây là cái bài quan trọng nên Duy sẽ chỉ các bạn tập 2 lần, một lần với dây và một lần với cây. Cái tay các bạn phải giữ cố định nha các bạn. Đứng sao cũng được, cái chu đích cũng được mà không chu đích cũng được, tùy. Có mấy nhỏ gái đứng nha, nó thích. Mình đứng vậy mình thích, hiểu không? Tùy vào tạ nặng tạ nhẹ nữa. Bạn muốn dẹo thì tạ nhẹ và bạn dẹo mới được nữa không? Không, tay giữ tới đây, xuống. Tay thẳng nha, không có tay dày nha ba. Tay khép vô. Cùi chỏ để dĩa xuống đất vậy nè. Nó thẳng ra, không có dày. Thẳng ra. Tập chừng 20 phát. Gồng cơ xô liên tục luôn. Có BT mà đưa cái tay sẵn trong tập. Còn mình không có BT thì mình phải tự phiêu. Vô nhức nách lắm nha các bạn. Tập Bài này không có tập nặng, tập nhẹ thôi, tập rep nhiều lên, 20 rep, ok. Rồi cách tập đầu là chỉ đứng hơi nữ tính. Cách tập sau gym men thôi. Ok, tháo dây ra chơi cây, ok. Ok. Hi. Bây giờ Duy đứng tập như một người đàn ông nha. Hi. Hi. Da. 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 Đó. Đó. À, xin lỗi các bạn, hầu như là những cái bài tập quan trọng là Duy nhớ đó, là Duy đã chỉ các bạn rồi. Thì để kết thúc video này á, thì Duy sẽ chỉ các bạn thêm những cái bài tập mà nó không quan trọng lắm nhưng mà nó là lấy hình, đúng không? Khi bạn tập, bạn quay video, bạn up lên Facebook, YouTube hay là bạn chụp hình gì đó, nó mang cái tính chất gọi là lừa tình. Đây, thấy chưa, thấy chưa? Đứng như nè, chụp 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 em. À, không có diễn sâu nữa nè. À. 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 Oh yeah, yeah, yeah. Đó. Không có lừa tình nữa nè. Đó, nhớ chưa, nhớ chưa? Rồi xong mấy em gái sẽ lừa tình này nha. Đó, dẫn cái mông quyền thoại nữa này. Đó, vô. Khi bạn tập những bài này, bạn chụp lên Facebook, bạn đăng lên Instagram của bạn á, là follow sẽ tăng đột biến nha các bạn. Hãy cùng Duy Nguyễn đến THOL Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power rack 2M, half rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.